Vũ Canh Kỳ. Nhậm Gia Luân lại đóng thần tượng, Nhất Đồng bị đối xử bất công. Mới đây đoàn phim Vũ Canh Kỳ tung ra poster của Nhậm Gia Luân và xác nhận anh là nam chính của phim. Cứ tưởng mọi chuyện đều không có gì nhưng rồi Nhậm Gia Luân lại gây tranh cãi vì tiếp tục đóng phim phụ trang thần tượng. Ngoài ra nữ chính Nhất Đồng đã tuyên bố rời khỏi đoàn phim. Theo chúng tôi thấy những ồn ào này chắc sẽ còn phải kéo dài thêm một khoảng thời gian nữa. Đúng là phim chưa quay mà đã xuất hiện drama rồi. Ngay từ đầu thì chúng tôi đã thấy có nhiều dưa về việc Nhậm Gia Luân đóng Vũ Canh Kỳ, chỉ là chưa xác nhận nên mọi người cũng không quan tâm. Nhưng giờ chính Nhậm Gia Luân đã thông báo về việc tham gia vào đoàn phim Vũ Canh Kỳ, nên dân mạng mới được một phen bàn tán xôn xao. Nói chung đề tài chủ yếu vẫn xoay quanh vấn đề Nhậm Gia Luân lại đóng cổ trang thần tượng. Trước đó anh ấy vừa hoàn thành xong một dự án khác thuộc dòng phim này là Vô Ưu Độ. Chúng tôi thấy khá nhiều khán giả cảm thấy chán nản bởi không biết mùa quýt nào thì Nhậm Gia Luân mới chịu rời khỏi vùng an toàn, mang lên cổ trang thần tượng để tiến hành truyền hình. Dẫu biết cổ trang thần tượng giúp Nhậm Gia Luân thành danh, nhưng anh ấy không thể đóng mãi dòng phim này đến khi giải nghệ được. Hơn nữa Gia Luân cũng không còn trẻ, anh hiện tại đã 33 tuổi, nên suy tính đến việc truyền hình thì hơn, chứ đừng vì sự nổi tiếng nhất thời mà rơi vào hoàn cảnh giống Trung Hàn Lương, U50 vẫn chỉ, làm nam thần ngôn tình. Không biết các bạn có để ý hay không nhưng sự nghiệp của Gia Luân hiện tại đang bị chững lại, vì hơn một năm qua anh ấy chẳng có bộ phim nào ổn, trừ Ngự Sao Ký. Sau này năm sẽ đột kích thì flop thảm hại, Gia Luân mờ nhạt đến đáng thương, Con Hành Quân vừa mới chiếu cũng không khiến Gia Luân thoát khỏi số hầm hiu khi Lý Thẩm chiếm hết spotlight. Một năm mà có phim cổ trang dân quốc cả hiện đại lên sóng, ai ngờ Gia Luân chẳng có vai diễn nào ổn áp. Việc Gia Luân đóng phim cổ trang thần tượng tiếp tục gây tranh cãi, nhưng vẫn chưa hot bằng vụ Lý Nhất Đồng rút khỏi đoàn phim Vũ Canh Kỳ. Nguyên nhân của câu chuyện xuất phát từ việc đoàn phim Vũ Canh Kỳ khi đi quảng bá chỉ giới thiệu mỗi nam chính Nhậm Gia Luân mà không hề nhắc tới nữ chính Lý Nhất Đồng. Không chỉ có thái độ coi thường, mà đoàn phim còn nhấn mạnh Vũ Canh Kỳ là phim đại nam chủ xoay quanh nam chính chứ không phải phim thánh nữ. Cảm thấy không được tôn trọng, Lý Nhất Đồng mới không muốn tiếp tục hợp tác với đoàn phim. Mà theo tin tức chúng tôi biết được thì mối quan hệ giữa Nhậm Gia Luân và Lý Nhất Đồng chính là kiểu bằng mặt không bằng lòng. Sau vụ mất spotlight vào tay Lý Thẩm trong Thịnh Quân, nên fan của Gia Luân đã có yêu cầu rất nhiều về đất diễn đối với đoàn phim Vũ Canh Kỳ, dù kịch bản có là nam tần. Rồi lại có thêm tin đồn Lý Nhất Đồng yêu cầu đăng thêm đất diễn đã khiến cho fan của Nhậm Gia Luân tỏ thái độ không hài lòng và bôi đen cô ấy. Vì không phải sao lớn nên rõ ràng Lý Nhất Đồng đã phải chịu nhiều bất công, cuối cùng đành uất ức mà rời khỏi đoàn phim. Đối với sự việc lần này, chúng tôi thấy công chúng đều đứng về phía Lý Nhất Đồng, bức xúc với đoàn phim Vũ Canh Kỳ. Nhiều cộng đồng mạng còn cho biết họ muốn xem nữ diễn viên nào dám nhận Vũ Canh Kỳ. Những sao nữ nổi tiếng tuyến 2 thì đoàn phim không mời nổi, chưa đừng nói đến tuyến 1, e rằng phải tìm người tuyến thấp hơn. Chúng tôi nghe nói Trúc Tự Đan đang được đoàn phim nhắm tới, mà địa vị của cô ấy còn thấp hơn cả Lý Nhất Đồng. Vũ Canh Kỳ đúng là một đoàn phim bất ổn. Chúng tôi cũng không biết sau vụ của Lý Nhất Đồng thì đoàn phim còn có thêm drama gì nữa không. Chỉ sợ nếu đoàn phim cứ làm thêm mấy trò con bò thì danh tiếng sẽ bị ảnh hưởng, ngay cả Nhậm Gia Luân cũng liên lụy. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.